Sau khi xem video trước, các phụ huynh đã biết về lợi ích của omega 3 rồi đúng không nào? Nhưng có một số mẹ thắc mắc về chai omega vit màu đỏ và omega vit lớp màu cam này có gì khác nhau. Dược sĩ Wellcare sẽ phân biệt hai loại omega 3 hot hit này ngay đây. Đầu tiên là omega vit chai màu đỏ này. Chai này thì có hương dâu rất là thơm ngon với thành phần là omega 3 tinh khiết với hàm lượng cực kỳ cao và kết hợp với vitamin E phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Omega vit dùng được cho cả các trẻ bị tăng động, tự kỷ, mất tập trung, trẻ tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử hay là trẻ bị các tật về khúc xạ mắt như là cận thị, loạn thị, viễn thị. Còn chai màu cam này là omega vit lớp. Chai này thì có hương cam cũng rất là thơm ngon, mang công thức kết hợp của omega 3 hàm lượng thấp hơn và vitamin và các khoáng chất như là beta lucan, kẽm, do vậy mà giúp bé phát triển toàn diện, hỗ trợ và giúp trẻ bổ sung các vitamin và khoáng chất, kích thích trẻ ăn ngon miệng. Bên cạnh đó còn giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ phát triển não bộ và mắt. Chai omega vit lớp này thì dùng được cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Sau khi được giải đáp, các mẹ đã chọn được loại omega 3 phù hợp cho con chưa? Nếu các mẹ còn băn khoăn, hãy bình luận bên dưới đi dược sĩ tư vấn cụ thể hơn nhé.